Lạnh quá, nó tụt một phát, tụt như tụt quần này. Ai ngày hôm trước đi bão thì comment rồi bây giờ cho mình thấy nào. Cho mình thấy comment rồi các bạn ơi. Mình khổ lắm các bạn. Trong lúc mà cả nước hân hoan đi bão ăn mừng đội tuyển nước nhà chiến thắng ấy, thì các bạn biết không, mình như cô bé bán diêm chỉ có thể nhìn cuộc bão qua cái ô cửa sổ. Mình khổ lắm các bạn, chả là kiểu tuần trước mình có một cái sự giặt dẹo hơi nhẹ. Đấy, thế là cũng nghỉ mất cả tuần, nhưng mà không sao, mình đã trở lại rồi đây. Và cái hôm mùng 6 tháng 12 vừa rồi thì bên cạnh cái trận cầu lúc đang diễn ra vô cùng gay cấn thì các trang báo mạng nước nhà cũng không quên là cập nhật tình hình, những cái hình ảnh của các cổ động viên trên mọi miền Tổ quốc đang hướng về đội tuyển nước nhà. Và có một cái hình ảnh mà rất là hút mắt mình, các bạn biết là hình ảnh gì không? Là anh này này, úi dồi, nào vòng vàng rồi tay đầy vòng và nhẫn đều vàng luôn. Vậy người đàn ông này là ai, danh tính khủng cỡ nào thì cùng mình tìm hiểu nhá. Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines tại giải bóng đá AFF Cup 2018 được nhiều người chờ đợi. Và trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì hàng nghìn cổ động viên đã có mặt từ rất sớm, trước giờ bóng lăn khoảng nửa tiếng thì tại đây đã chật kín người, không còn chỗ trống. Giữa hàng nghìn cổ động viên đó thì có lẽ đây là người đàn ông chói sáng nhất trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vì đeo vàng với số lượng, khối lượng và giá trị quá khủng. Được biết người đàn ông này là anh Trần Ngọc Phúc, 36 tuổi ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Vị đại gia này là chủ của một quán karaoke khá là nổi tiếng tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số vàng người đàn ông này đeo trên người đều là vàng thật. Anh cho biết là hiện tại tổng trọng lượng vàng trên cơ thể anh đạt 13 kg, tổng giá trị vào khoảng hơn 13 tỷ đồng. 13 tỷ đồng. Trời, không biết bao giờ mới kiếm được 1 tỷ. Cụ thể trong số đó là một vòng tay nặng 1 cân, một vòng cổ nặng gần 6 cân, 4 chiếc nhẫn mỗi chiếc nặng khoảng nửa cân và chiếc vòng tay khác bới tậu nặng 4 cân. Anh cũng cho biết là mình bắt đầu đeo vàng được 5 năm, mỗi năm lại tăng thêm một khối lượng vàng. Và sắp tới thì nghe đồn thổi là anh Phúc sẽ đặt thợ làm thêm một chiếc mũ bằng vàng nặng khoảng 1 cân nữa. Cũng theo chia sẻ của anh Phúc thì đeo vàng là sở thích cá nhân. Mỗi chi tiết trên vật trang sức bằng vàng đều có ý nghĩa phong thủy riêng và anh đeo do anh tham khảo thầy phong thủy và được thầy phán là đeo vàng tốt cho sức khỏe, tài lộc và may mắn. 4kg nhưng mà lúc anh mới lấy về 2 ngày anh đeo không quen, anh đeo khoảng 50 phút tháo. Bây giờ ngày hôm nay ngày thứ 3 rồi, anh quen rồi. Giờ đeo nó hơi nặng nặng chút thôi. Theo anh Phúc thì trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như là thời gian nào anh cũng đeo số vàng này trên người. Và đây cũng không phải lần đầu tiên anh Phúc mang bộ giáp vô cùng giá trị này đi ra ngoài. Trước đó thì anh này từng gây xôn xao dư luận khi đeo 8 cân vàng đi mua điện thoại tại một cửa hàng tại Sài Gòn. Nhiều bạn nghe đến đây thì chắc hẳn là cảm thấy lo lắng cho an nguy của anh Phúc đúng không? Nhưng mà không sao, anh tính cả rồi các bạn ạ. Để đảm bảo an toàn với bộ trang sức trị giá hơn 13 tỷ đồng thì anh Phúc đã phải thuê 4 vệ sĩ hộ tống mình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để hòa mình vào trận bóng. Trong lúc cổ vũ các cầu thủ đội nhà, anh Phúc luôn rất là nhiệt tình, nhưng mà 13 ký vàng đeo trên người cũng gây nhiều bất tiện cho anh. Xem ảnh các bạn thấy đấy, có những lúc phấn khởi hò reo hết cỡ, chắc hẳn là khi đội tuyển nước nhà ghi bàn ngay lập tức những vệ sĩ ngồi hai bên phải dùng tay đỡ 6 ký vàng đeo trước ngực ông chủ để đảm bảo là ông chủ không bị gãy cổ. Ngoài cái số vàng khủng kể trên thì cái vị đại gia này còn sở hữu một dàn siêu xe rất là có giá trị cùng với cái khối tài sản khác. Trong một đoạn clip thì anh Phúc lại tiếp tục chứng minh độ giàu theo cách không giống ai bằng việc giới thiệu một loạt xe máy đắt tiền mang biển ngũ quý. Dàn xe với nào SH, nào Vespa, nào Vision có giá không hề rẻ nhưng mà đều xếp xó với lớp bụi dày bao phủ. Nhìn đến biển số thì ai nấy đều phải giật mình khi lần lượt những chiếc xe đều mang biển ngũ 6, ngũ 7, ngũ 8, thậm chí ngũ 9. Ước tính giá của chúng đều không thể ít hơn 300 đến 400 triệu đồng một chiếc. Độ xa xỉ của dàn xe khiến ai cũng phải tròn mắt suýt xoa. Chiếc xe Vision biển ngũ 8 được anh Phúc mua chỉ để cho mẹ đi chợ. Và sau khi bà bị tai biến thì nó cũng không được ai đụng tới và giờ chỉ giữ làm kỷ niệm. Còn chiếc xe biển ngũ 9 thì anh mua riêng cho bố mình đi đánh gôn. Một đoạn clip mới đây thì anh có nhấn mạnh rằng anh không dùng Facebook. Tài khoản có tên Nguyễn Tiến là tài khoản giả. Tất cả những tài khoản mà up ảnh và clip của anh đều là tài khoản mạo danh. Chứ anh không có xài Facebook. Giống như những mấy người bạn của anh đó, đang anh lên Facebook. Rồi xong rồi cái Nguyễn Tiến nó mới đao về, rồi nó câu like thôi, chứ anh không có xài Facebook. Nói cho các bạn nghe á, với em là Nguyễn Tiến nó là lừa đảo nha. Còn anh là Phúc, anh là tên Phúc, nhưng mà anh không có, anh nói một lần nữa là anh không có biết xài Facebook. Và anh cũng không xài Facebook luôn. Anh chỉ có xài Zalo thôi, trong Zalo anh chỉ có hai mấy người bạn thôi. Đó thì một số tờ báo Thái Lan như là
Tiger hay là Cao Sót thì cũng đăng tải hình ảnh của vị đại gia Việt Nam này. Ai bảo anh nổi bật quá cơ. Cư dân mạng Thái Lan và Trung Quốc cũng như cư dân mạng Việt đều rất là ngạc nhiên trước độ khủng của vị đại gia người Việt này. Có một bộ phận cho rằng anh này đeo đồ giả, nhưng cũng có người thì tin là đồ thật và viết rằng đúng là một người đàn ông giàu có nhưng anh ta không cảm thấy nặng khi đeo nhiều vàng trên người như vậy ư. Cũng có nhiều người cho rằng anh này đang khoe khoang quá mức về sự giàu có của mình và điều này không hề tốt chút nào. Tất nhiên là cũng có những cái bình luận hơi ác ý một chút. Có thể về độ giàu thì mình nghĩ là có nhiều đại gia sẽ sở hữu khối tài sản như hoặc là thậm chí là hơn anh Phúc thì cũng có đúng không? Nhưng mà nói chung thì quan điểm của mình là ai cũng có sở thích riêng và có quyền thể hiện sở thích của cá nhân theo những cách mà mình mong muốn, miễn sao là không phạm pháp là được. Người ta giàu thì người ta thích trưng ngột xoàn kim cương hột liệu vàng bạc châu báu lên người, là việc của người ta đúng không? Bình luận ác ý làm gì các bạn ơi. Cả mình thấy anh trả lời các cái câu hỏi mọi người cái rất là kiểu chân thật rồi kiểu đáng yêu ấy. Đấy, thế các bạn nghĩ sao về anh chàng này thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhá. Đừng quên like, share và subscribe channel. Oh, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Việt Nam vô địch.